nốt nốt ruồi, những cái viên nán thì người ta biết là ở những khu vực đấy nó thuộc bài ghê lắm cơ. Không, nhưng mà trông mặt anh Thi nhá, nó cứ sạm 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 chẳng qua là do coi như ấy đứng bếp chứ gì đứng bếp là hay là thận nghề cứ lửa phừng phừng nhá. Anh Thi nhá, phải đi kiểm tra tổng thể chị, có đi kiểm tra tổng thể 2 năm một lần nên là phải đi anh không biết được là bị sao chứ. Thế này đó, hơi đúng không? Chỗ này cho bác sĩ vợ kiểm tra này không chịu ngồi không, đó. Không bao giờ đâm được hả nữa không đúng không? Không cái này nó bụt trời nhà này là cái huyệt 17 nhiều khi người ta ngay dây vào đây cái mà đau thì biết được đấy. Nếu mà không nữa mình kiểm tra ngay chứ nếu người ta đau ở dưới này nhá người ta nghĩ là thật nhá. Nhưng khi người ta kiểm tra thế là 300 thế này nhá. Nếu người đấy cũng bị đau 300 là ở đấy hả? 300 đây nhá. Em tưởng 300 ở phía đây nhá. Em chiếc chắn này ra. Đây là coi như 103 đúng không? Thì ở đây, từ đây em kéo sang. Từ đây kéo xuống gặp ngay cái tròng ngoài chẳng phải đây 300 đấy. Nó nằm đây 300 đúng không? Nếu khi mình ra ở đây người ta đau thì mình đoán được là người ta bị ấy về thận. Không, bây giờ ông chưa cái bệnh cổ cho ông này thì ai nói thận nhỉ? Ông sinh nhỉ? Ông sinh bình tĩnh, bình tĩnh. Ông sinh nhỉ?